Thưa quý vị, tối qua một vụ hỏa hoạn xảy ra tại phòng gym phường Láng Thượng, quận Đống Đa ở Hà Nội. Nhờ lực lượng chức năng có mặt kịp thời mà vụ cháy không có thiệt hại về người, còn thiệt hại tài sản đang được cơ quan chức năng thống kê. Gần 22 giờ ngày 17 tháng 5, Trung tâm Chỉ huy Công an thành phố Hà Nội nhận được tin báo xảy ra cháy tại tầng 2 tòa nhà có địa chỉ tại phường Láng Thượng, quận Đống Đa. Ngay lập tức, trung tâm đã điều động 5 xe chữa cháy và 2 xe chỉ huy chữa cháy tới hiện trường. Tại đây, lực lượng cứu hộ đã đưa trên 50 người thoát ra ngoài an toàn. Đến 22 giờ 36 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Được biết, dãy nhà này có 4 tầng và là tổ hợp giải trí bida, phòng gym, phòng game. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.